Mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời lời hoan hô, dân quân Nam dịp chân tiến ra trận tiền. Những lời bài hát hào hùng trong ca khúc Nam Bộ Kháng Chiến của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn nhắc chúng ta nhớ lại không khí hào hùng sục sôi của những ngày Nam Bộ Kháng Chiến 23 tháng 9 năm 1945. Nam Bộ, khúc ruột đau thương, nơi đầu sóng ngọn gió, luôn đối đầu với quân thù tàn bạo, là miền đất đi trước về sau, nơi mở đầu và kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, nhân dân Sài Gòn Gia Đình đã thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cuộc kháng chiến hào hùng chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Theo lời kêu gọi của Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam Bộ, tất cả đồng bào, già trẻ, gái trai cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân miền Nam đã cùng cả nước kiên cường đấu tranh suốt 30 năm với tư thế của người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Không ngại hiểm nguy, hy sinh, gian khổ, quyết giành lại độc lập tự do, thực hiện đến cùng chân lý mà Bác Hồ kính yêu đã khẳng định. Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Dẫu đi trước, về sau, vẫn luôn kiên trung sắt son, xứng đáng với danh hiệu miền Nam thành đồng tổ quốc, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bộ sách lịch sử Nam Bộ Kháng Chiến gồm 2 tập, từ năm 1945 đến năm 1975, do Hội đồng Chỉ đạo Biên soạn Lịch sử Nam Bộ Kháng Chiến biên soạn, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2010, sẽ tái hiện lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nội dung bộ sách đề cập đến rất nhiều sự kiện lịch sử xảy ra trong thời gian dài của cuộc kháng chiến có quy mô lớn, rất cam go, ác liệt, đầy hy sinh gian khổ của quân và dân Nam Bộ. Được viết dưới dạng chính sử, có chú thích rõ ràng, làm rõ hơn những vấn đề cần hiểu rộng và hiểu sâu. Bộ sách Lịch sử Nam Bộ Kháng chiến giai đoạn 1945-1975 trình bày khái quát quá trình hình thành vùng đất và con người Nam Bộ từ khi có Đồng Nai, Gia Định cho đến cách mạng tháng 8 thành công và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945 đến năm 1954 của quân dân Nam Bộ. Cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược từ năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 của quân dân Nam Bộ và tổng luận 30 năm Nam Bộ kháng chiến. Đến với tập 1, lịch sử Nam Bộ kháng chiến, giai đoạn năm 1945 đến năm 1954. Tập này tập trung phản ánh cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam diễn ra trên địa bàn Nam Bộ thời kỳ năm 1945 đến năm 1954, gồm 3 phần chính. Phần mở đầu, Nam Bộ trong lòng Việt Nam sẽ trình bày khái quát quá trình hình thành vùng đất và con người Nam Bộ từ khi có Đồng Nai, Gia Định cho đến cách mạng tháng 8 thành công. Phần thứ nhất, Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp, giai đoạn năm 1945 đến năm 1954. Phần này sẽ trình bày từ khi tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân Nam Bộ giành và giữ chính quyền trong 28 ngày đêm như 28 ngày đêm chuẩn bị kháng chiến, từ ngày 25 tháng 8 năm 1945 đến ngày 23 tháng 9 năm 1945. Mở đầu kháng chiến, cùng toàn quốc kháng chiến, góp phần đánh thắng xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ, Hiệp định Geneva. Đoàn kết, sát cánh với nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp xâm lược. Phần kết luận phần Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn năm 1945 đến năm 1954. Đến với tập 2, lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1954-1975, tập trung phản ánh cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam diễn ra trên địa bàn Nam Bộ thời kỳ 1954 đến năm 1975. Kháng chiến chống đế quốc Mỹ thoạt đầu là cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng bảo vệ quyền lợi giành được trong kháng chiến chống Pháp, đòi quyền tự do dân chủ,
chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, phát triển dần lên phong trào đồng khởi, khởi nghĩa đồng loạt bằng bạo lực quần chúng giành chính quyền ở thôn xã. Đồng khởi đẩy chế độ miền Nam vào cơn khủng hoảng sâu sắc. Để đối phó lại, Mỹ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh đặc biệt. Chiến tranh đặc biệt thất bại, Mỹ buộc phải đưa quân Mỹ và chư hầu tham chiến, từ ít đến nhiều, với đủ loại vũ khí, khí tài chiến tranh, tức chiến tranh cục bộ. Chiến tranh cục bộ thất bại, Mỹ phải chấp nhận đàm phán với chúng ta và lại chuyển chiến lược sang Việt Nam hóa chiến tranh v.v. Trong tập này gồm có phần thứ 2, Nam Bộ kháng chiến chống đế quốc Mỹ 1954-1975 chia làm 5 giai đoạn. Từ đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva năm 1954 đến đồng khởi 1960. Đánh thắng chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Đánh bại một bước chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Đánh thắng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ. Giải phóng miền Nam. Phần kết luận. Kết luận phần Nam Bộ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là một công trình khoa học lớn, một bộ sách quý có giá trị sâu sắc về chính trị, tư tưởng và có ý nghĩa nhiều mặt trong việc giáo dục truyền thống lịch sử của nước ta. Bộ sách đã khái quát được những chiến công và những hy sinh to lớn của nhân dân Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến, là sự tri ân đồng bào, đồng chí đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Bộ sách sẽ là nguồn tư liệu tra cứu bổ ích, có tác dụng phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, học tập và tìm hiểu lịch sử hào hùng của mảnh đất thành đồng tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, những người kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha ông đã bằng công sức, mồ hôi, xương máu xây dựng nên non sông tươi đẹp ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sách này.